Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn trận đấu rất hay giữa hai mỹ nữ Tả Văn Tĩnh và Trương Đình Đình. Trận này thì Tả Văn Tĩnh được cầm đội ưu tiên, còn Trương Đình Đình cầm đen thủ hậu, dẫn đến này tại giải giáp cấp liên tái bản nữ ngày 1/9/2022. Mời bạn thưởng thức.将军。
将军。
将军。Chơi đến đây thì Trương Đình Đình không còn khả năng chống đỡ nên đã buông cờ nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.